Đại hỏa hoạn London, vụ cháy lớn nhất lịch sử nhân loại. Thủ đô London của nước Anh nổi tiếng vì phải liên tiếp hứng chịu nhiều trận hỏa hoạn lớn. Từ năm 1130 đến năm 1666, đã có tổng cộng 6 vụ hỏa hoạn xảy ra tại thành phố này. Trong đó, thảm khốc nhất và nổi tiếng nhất là trận hỏa hoạn năm 1666. Chỉ trong 5 ngày, nó đã phá hủy gần như toàn bộ thành phố London hoa lệ, thiêu rụi 13.200 ngôi nhà, khiến cho gần 100.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Khởi nguồn của một thảm kịch. Từ giữa thế kỷ thứ 17, thành phố London của Vương quốc Anh đã là một đô thị đông đúc với dân số hơn nửa triệu người. Thế nhưng, việc quy hoạch và xây dựng không được chính quyền địa phương chú trọng ngay từ đầu. Trừ khu vực cung điện hoàng gia, khu vực của giới quý tộc và các công trình của giáo hội nước Anh, phần còn lại của London đa phần là những công trình dân sinh được xây dựng nhếch nhác và vô tổ chức. John Evelyn, nhà văn Anh chuyên viết hồi ký nhật ký, đã miêu tả London là một thành phố bằng gỗ, xộc xệch và tập hợp của những căn nhà bẩn thỉu. Từ dòng miêu tả ngắn ngủi đó, không khó để người ta nhận ra rằng nguy cơ hỏa hoạn đang tiềm ẩn, bởi vì các khối nhà có kết cấu gỗ được dựng lên với mật độ dày đặc. Mọi chuyện bắt đầu vào sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 1666, tại tiệm bánh của ông Thomas Farriner trên con đường Pudding Lane, Sầm Uất. Trước khi đi ngủ, Farriner đã kiểm tra cửa hàng kỹ lưỡng một lần cuối cùng. Ông cũng cào than trong lò và thề rằng đã dập tắt lò nướng bánh trước khi đi ngủ. Thế nhưng Farriner đâu biết rằng than hồng vẫn âm ỉ cháy và sau đó đã bùng lên thành ngọn lửa, bén nhanh vào những vật dụng làm bánh xung quanh. Khi tỉnh dậy vào lúc 1 giờ sáng, ông kinh hoàng khi nhìn thấy hỏa hoạn đã bao trùm lấy ngôi nhà của mình. Farriner và cô con gái đã sống sót nhờ nhanh chóng thoát qua cửa sổ trên tầng và bò theo máng nước đến nhà hàng xóm. Một nam gia nhân của ông cũng thoát thân, nhưng một nữ hầu trẻ tuổi thì đã thiệt mạng do ngạt khói. Sự kiện đó đã làm nháo nhác cả một khu phố, và người hàng xóm tranh thủ mang xô hắt nước vào đám lửa đã thiêu rụi phần lớn ngôi nhà của Farriner. Những người còn lại thì chỉ đứng nhìn hoặc vội vã trở về nhà để bảo vệ tài sản của họ. Sau đó, Thomas Bloodworth, thị trưởng London lúc bấy giờ cũng đã đến kiểm tra. Cuối cùng ông ta tuyên bố không có gì nghiêm trọng, thế là mọi người trở về nhà và đi ngủ như bình thường. Siêu hỏa hoạn nhấn chìm London. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng nó không dừng lại ở đó. Một cơn gió lớn đã nổi lên, khiến ngọn lửa từ tiệm bánh lan sang những ngôi nhà khác ở Pudding Lane trước khi tràn đến phố cá, một con phố nhếch nhác, lộn chộm rác rưởi. Nhờ vậy mà ngọn lửa tiếp tục lan đi, thiêu rụi cả chuồng ngựa của khách sạn Star Inn hoa lệ. Theo cơn gió, ngọn lửa tiếp tục lan đến một cửa hàng chuyên bán phụ tùng cho tàu thủy. Tại đây, ngọn lửa đun nóng những thùng chứa nhựa đường, khiến cho chúng phát nổ, và thế là một cơn mưa những mảnh vỡ cháy đỏ đã bao phủ lên toàn khu phố. Sau đó, ngọn lửa nhỏ thắp ngọn lửa lớn. Chúng đã tiếp tục bùng lên về phía nam London, hướng đến sông Thames, thiêu rụi mọi ngôi nhà trên đường đi của nó. Dưới sự bao vây của những trận hỏa hoạn liên hoàn, người dân London đã buộc phải tháo chạy đến các nhà thờ, giáo xứ để thoát nạn. Họ co cụm ở khuôn viên của giáo đường Thánh Paul, một giáo đường từ thời Trung Cổ, có đỉnh tháp cao gần 153m để ẩn nấp. Họ cho rằng kiến trúc bằng đá và quảng trường rộng của nhà thờ sẽ bảo vệ cho họ. Tuy nhiên, mọi người đã nhầm. Ngọn lửa lớn đã bén và làm cháy tháp giáo đường, khiến cho những người đang ẩn nấp phải chạy thục mạng. Đến ngày 3 tháng 9, ngọn lửa tiếp tục bùng lên và thiêu rụi hoàn toàn nhà thờ Thánh Magnus. Sau đó, nó tiếp tục thiêu rụi hàng trăm nhà kho ven sông Thames, tạo nên một biển lửa siêu lớn mà sau này người ta ví nó như một cánh cửa dẫn đến địa ngục. Lúc này, mùi cháy, mùi khói bao trùm lấy toàn thành phố London. Chính quyền buộc phải mở cửa thành để cho người dân đua nhau tháo chạy. Sau đó, mọi nỗ lực cứu hỏa của quân đội dường như đã vô nghĩa khi đám cháy tiếp tục bùng lên theo các cơn gió lớn. Đỉnh điểm là ngọn lửa đã thiêu rụi tòa thị chính London. Sau đó, nó cũng thiêu luôn cả những công trình cổ hàng trăm năm tuổi. Lúc này, dòng người tháo chạy cùng với tiếng gào thét, tiếng khóc than đã khiến cho London giống như đang trải qua ngày tận thế. Rạng sáng ngày 4 tháng 9, trận hỏa hoạn vẫn tiếp tục xảy ra liên hoàn. Lúc này, nó đã quét sạch những ngôi nhà nhếch nhác bên bờ sông Thames. Đến trưa hôm đó, ngọn lửa tiếp tục lan sang và xóa sổ hầu hết các công trình ở Cheapside, một trong những con phố giàu có nhất thủ đô, thành trì cuối cùng của London hoa lệ.
May sao, vào đêm đó, trận gió khốc liệt nuôi dưỡng ngọn lửa cuối cùng cũng đã chịu dịu xuống, cho phép đoàn cứu hỏa của công tước xứ York thực hiện nhiệm vụ của họ. Về phía bên kia thành phố London, các đơn vị đồn trú sử dụng thuốc nổ để phá hủy nhà cửa, chặn đứng đường đi của ngọn lửa. Cho đến chiều ngày 5 tháng 9, các đám cháy đã bị thu hẹp và lùi tan dần, sau đó được dập tắt vào ngày hôm sau. Trận đại hỏa hoạn coi như đã bị chặn đứng. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Hậu quả thảm khốc. Trong vỏn vẹn 3 ngày, trận đại hỏa hoạn năm 1666 đã phá hủy hoàn toàn phần nội thành của thủ đô London, thiêu rụi 13.200 căn nhà, 87 nhà thờ giáo xứ, giáo đường và hầu hết các tòa nhà hành chính của thành phố, biến nơi đây trở thành một sa mạc cháy đen. Trong đại thảm họa này, đã có 100.000 người rơi vào tình trạng màn trời chiếu đất, thiệt hại vật chất ước tính lên hàng trăm triệu bảng Anh tính theo thời giá của lúc đó. Samuel Pepys, một nhân chứng bấy giờ đã mô tả diễn tiến vụ đại hỏa hoạn là một đám cháy kinh hoàng, tàn bạo và đẫm máu nhất. Tuy nhiên, thật bất ngờ là những ghi chép thời đó để lại chỉ báo cáo rằng có 6 người đã chết, một con số vô cùng nhỏ so với quy mô của thảm họa. Sau này, các nhà khoa học đã tìm thấy một mảnh gốm nóng chảy, cho thấy nhiệt độ lúc ấy đạt tới 1.700 độ C. Chính vì vậy, họ ước tính rằng số người thiệt mạng trong đại thảm họa ấy phải lên tới con số hàng ngàn người. Đại hỏa hoạn London 1666 được đánh giá là trận đại hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nó cũng là trận hỏa hoạn thay đổi hoàn toàn tiến trình phát triển của London. Bởi lẽ, nó đã khiến thành phố này phải xây dựng lại từ con số 0, khiến nó chậm phát triển hơn những nơi khác nhiều thập kỷ sau đó. Đi tìm nguyên nhân của đại thảm họa. Có khá nhiều thuyết được đưa ra để lý giải nguyên nhân vì sao một đám cháy nhỏ tại hiệu bánh lại có thể biến thành một trận đại hỏa hoạn thiêu rụi gần hết thành phố London. Có giả thuyết cho rằng nguyên nhân là do âm mưu ngoại bang phóng hỏa hủy diệt thành phố, nhưng cũng có thuyết cho rằng do một kẻ tâm thần đã châm lửa và đốt tiệm bánh của ông Thomas Farriner để trả thù hiềm khích. Tuy nhiên, sau bao cuộc điều tra không ra kết quả, chính quyền thời đó lại kết luận nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đó là do bàn tay trừng phạt của Chúa, một cơn gió lớn cùng khí hậu rất khô. Họ vinh vào sự tiên đoán của nhà tiên tri Nostradamus trong cuốn sách viết năm 1555 có tên là Những Lời Tiên Tri, trong đó có ghi rằng máu của thần công lý sẽ bao phủ London, thành phố sẽ cháy vào năm 66, vị phu nhân mất địa vị tối cao và nhiều nơi bị hủy hoại. Hơn 300 năm sau đó, người ta vẫn tiếp tục mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến đại thảm họa năm 1666. Theo nhiều người, thì nguyên nhân chính là do kiến trúc của London được xây dựng bằng những thành phần dễ cháy như gỗ, rơm rạ và cỏ khô. Hơn nữa, ở thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn cũng là lúc hạn hán kéo dài vài tháng, dẫn đến tình trạng thiếu nước, nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau vài năm xảy ra trận đại hỏa hoạn, thành phố London đã được xây dựng lại. Các kiến trúc sư quyết định sử dụng cơ hội này để cho ra những dự án kiến trúc đầy tham vọng. Một trong số đó là các quảng trường và đại lộ theo mô hình các thành phố lớn ở Pháp và Ý. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công và thành phố lại nhếch nhác như cũ. Mãi tận hàng trăm năm sau đó, London mới được lột xác hoàn toàn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!